Ok, hello, xin chào mừng mình đến đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về Mini Washington tập thì tập 5 mình sẽ chúng ta sẽ tìm thêm Titan và cũng như là chế tạo cái bàn nó đang kêu kiểu ấy. Chế tạo cái bàn. Mình có làm cái đường hầm ở đây này các mọi người. Mới làm đường hầm ở đây này. Đó. Giờ mình không muốn là mình quên là cái hang này rất sâu. Tôi phải đi. Thì chúng ta sẽ đi tìm thêm Titan. Chỗ này không mặc đồng các bạn. Ok, không đặt được. Mình quên các bạn lâu lắm mình chưa mini war lại. Mình phải lấy cái khối đá này đó. Mình xem có cái nào con cái nào được không. Ồ, ở đây có một cái hang động này. Xuống luôn mà tôi hết đuốc luôn rồi. Tôi hết đuốc luôn rồi. Tôi phải tự nhìn thôi. Mà nó không có night vision. Vì ô bên này hả? Các bạn, ô có rune gì đấy? Rune. Kiến là kiến, kiến cái kiến, kiến. Ui. Ô dưới kia có con gì kìa? Ở đây là sắt này mà tôi đang cần cần titan. Ok, chỉ là nhỏ thôi. Đang quay ạ. À. Uầy. Mình phải xuống. À, ở đây có một cái hang động này. Rồi cần lava luôn. Nốt. Cần lava luôn. Lava dùng nha mọi người. Ô, đá không tước kìa. Đá không tước kìa. Ồ, dùng nhà mình ghê quá. Tôi phải tẹt. Tôi mất sao vì nó. À, con dã nhân phóng lao. Dã nhân phóng lao nè. À. Uầy, đá không tước này. Các bạn nói đá không tước thì chế tạo ra được cái bùa bùa quái vật. Thôi tao không chơi với mày đâu nha. Ở đây thêm titan này mọi người. Còn đồ cờ mờ nhà mày. Tôi còn chưa kịp nói xong nữa mà nó giết tôi chết luôn rồi. Ác con chó. Thôi. Nó kia có cái con gì kìa. Làm hả? Dã nhân cận chiến. Mình đừng nhìn vào mắt nó nha. Đừng nhìn vào mắt nó nha. Cái máy con nó không làm gì mình. Ok cam ơi. Ô titan nữa hả. Titan. Mình bây giờ mình phải tìm đảo bay. Ui trời ơi. Ui đảo bay rất nhiều titan luôn. Mà mình không tìm được một cái nào. Các bạn à. Titan. Mình chưa tìm được cái đảo bay nào. Các bạn nói đảo bay rất nhiều titan luôn. Cực kỳ nhiều. Ê, thì ra tôi chưa nói xong nữa đấy ba. Dã nhân phóng lao, tao không cần mày. Cút ra khỏi chỗ đường của tao. Mình bị lừa, mình bị mắc bẫy của nó rồi các bạn ơi. Đây con đá gì này? À, titan nữa này. Con chó này. Tao phải bịt cái này lại cho mày đỡ phóng nữa nha. Cho mày đỡ bóng. Đỡ phóng. Đỡ phóng. Đấy, nhìn lại cho mày đỡ phóng. Cho mày đỡ phóng luôn, không có nhiều. Có sẽ không có gì các bạn ạ. Đâu mày. Ô đây có rune. Ô chó này. Bịt lại rồi các bạn ơi, bịt lại nó không sao rồi. Ok. Ồ, bên này sáng là. Ồ, bên này sáng mà không có người ở chắc chắn là sẽ có cái này luôn. Tôi phải tìm thấy Titan rồi các bạn ơi. Ồ, may quá, ở đây có Titan nữa này.
Titan mạnh hơn kim cương mọi người ạ. Titan nó mạnh hơn kim cương. Titan u cha ma gì đây, cái khối gì đây? Ô kiến, cái kiến nữa hả? Ôi, nó đánh cái cục kia bay luôn. Ok, thay trơm gì đây, đang quay mà đừng phá nữa. Ok, mình sẽ làm cho tập 5 đây. Tập 5 mình sẽ tìm thêm Titan mọi người à, nhưng mà nhưng mà mình phải xuống hang động để mình tìm thêm cho là nhanh hơn. Đang quay mà đừng có phá nữa. Ôi bây giờ mình phải đi lên thôi mọi người à. Tôi không bao các bạn nói các bạn hỏi vì sao mình không bao giờ để góc nhìn bố đi để xem có thằng nào đánh sau lưng mình không. Mình để góc nhìn bố nó hay hù á, nó hay dọa mình lắm, nên mình phải để góc nhìn ba để biết ai đằng sau lưng mình. Giống như con Phantom ấy, cái con người đóng đất ấy mọi người. Uầy. Ủa cái gì cơ? Đang quay mà. Ủa kia kia kiến. Quay đừng phá nữa. Mẹ mình hay phá video của mình lắm. Ok. Đi lên, mình phải đi lên thôi các bạn ơi. Có khi nào mình đi lên lava rớt xuống đâu không trời? Trên kia có cái đá đun. Thì ra tôi cho đá xong sống đánh một phát thôi rồi tôi sợ mắc tà quân luôn. Mình mới tìm được có 7 cục titan à, chán thế. Nó 7 cục titan à. Đang quay, đừng phá. Có quay xong rồi ra. Ok. Mình phải đi lên thôi. Đào nhanh, đào nhanh. Đó. Tôi biết ngay có một con dã nhân phóng lao nó ở đây mà. Mình đang gần gỗ đỏ kìa mọi người. Ok. Quầy. Quầy tập 5 mi đua nha mọi người. Đây mới là tập 5 thôi. Quầy. Có vài người lên để ồ, chúng ta tới hả? Ở tới rồi nè. Yeah. Rồi, từ từ. Ôi không, 7 cục titan à. Ôi trời ơi, 7 cục titan thì làm ăn được cái gì hả? Con này cầm cái gì đây? Ai cầm mấy cục diêu với chết tao hả? Chết tao lõm đầu ấy. Thôi, tao không chơi mày nha, tao không chơi mày. Cút đi. Cút. Em bên kia kìa quầy. À đâu? Mình muốn em uống nước ngủ hả? Ok, mình về được nhà các bạn ơi. Đây là tình trạng mình tìm mình thấy là đó. Đẹp không? Run, 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 run. Ok, quay. Có ra ăn cơm không? Có, quay nhá. Gọi 4 lần rồi đấy. 15 phút nữa. Đứng lên. Ok, 15. Ok. Tắt tắt đi. Quay nốt, quay nốt, quay nốt, quay nốt, quay nốt. Mẹ nói không được đúng không? Quay nốt, quay nốt. Con dừng đi ra ăn cơm. Quay nốt. Con dừng đi ra ăn cơm. Ok, thế là các bạn sẽ đợi mình một tí nhé. Cái gì vậy? Tôi vừa bị cái con dã nhân là đánh chết xong ngồi. Mà tôi đang là nó có cần giường mà. Này đồ tôi rớt này, rớt đầy. Dã nhân thằng kia, mày đánh tao. Ô tôi chết cha, mình phải ngủ rồi các bạn ơi. Ngủ 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 tôi xong các bạn ơi, mình mới hội đồng rồi đây các bạn ơi. Bọn nó ngủ hết rồi mọi người à. Mày làm gì hả? Mày làm gì hả? Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm Titan. Titan. Ta sẽ làm thêm Titan các bạn à. Thật là. Ống cắt này.
Thôi lên bằng 2 hết rồi. Kia làm gì đây? Make a place of titanium gì đây? Bốn cung titan này. Alloy ingot này. Wow. Ok, bây giờ là mình sẽ chế tạo ra cái bàn này đúng không? Không không không. Xem lại bàn. Xem lại coi. À, phải chế tạo cái màn đấy. Sẽ chế tạo ra cái đây cái này, đây cái này đi. Mình chặt thêm đá nữa, mình chặt thêm gỗ nữa. Mình chơi cái quặc cái bay. Mình chơi cái quặc. Con thua nha mày. Mày mua mày đánh bố mày, mày đánh mày đánh đồ. Con chó bố láo. Khốn nạn. Dám bố láo với anh. Không, hình như không phải cái này đâu các bạn ơi. Bản nào ấy. Xem là công thức coi. Búa titan à. Come on đây. Đấy đúng không? Nhục sắt. Machinery này. Blueprint này. Quá. Vì cái bàn đấy là như nào các bạn ơi? Tôi xong các bạn ơi, mình không biết công thức rồi. Mình cần cái này sao ấy? Bây giờ sẽ làm ra dây thừng. Thế từng nhiều thế. Thế đúng không? Không phải rồi. Đây là cái bàn nào? Không nhìn thấy công thức. Nhìn lại công thức coi. Cúc đá hả? Bán đá mọi người ơi, no. Thôi cái này này. Chế tạo được cái gì? Rune NPC đây. Rune pixel gì đây? Ô ô, mình thiếu. Ồ. Và mình khá nhiều đá rune đó mọi người. Thịt thối này, cất mấy đồ không cần thiết đi. Đồ đó. Cái này đi. Cái tầm địch luôn thôi mọi người à, cái tầm địch luôn thôi. Crystal này. Tầm địch luôn. Ok, mình sẽ tầm địch tiếp. Tầm địch cho hết luôn. Nào. Quay ở. Quay mà. Quay được khá nữa. Ok, thẩm định mình sẽ thẩm định một lúc nha. Ok, một lúc mình đã thẩm định hết rồi mọi người à. Đây, ngủ thế nào? Mình sẽ thẩm định luôn. Đấy. Khổng lồ này đó. Ok. Đủ nha. Bây giờ tôi không biết cái công thức kia luôn hay lỗi hả? Lỗi. Kiểm tra lại coi. Ủa sao không thấy cái bàn kia nhỉ? Mình sẽ lấy thêm dây thừng. Rope này. Bàn thì... À, cần đá hả?
Đá ở bên này nhiều này. Có rất nhẹ, có dã nhân kia nó ngủ ngủ như của mình, ngủ nhà của mình nó quá mất dậy. Cái chế tạo luôn. Có phải cái bàn đấy không nữa? Bàn titan nhỉ? Bàn titan rồi ơi. Không thấy được cái bàn titan mọi người à? Titanium này. Lỗi hả? Lỗi, thôi, tìm con chip đi. Uầy. Cái cổ này. What? Ending rồi mọi người à. Tới đây là ending rồi. Tới đây là ending rồi. Cho nên các bạn mình quên collect cái này. Quay đừng phá nữa. Uầy, bây giờ mình phải quên. Quay mà đừng có phá. Ôi trời, quay phá cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ Uầy, cái bàn tôi rồi, cái bàn titan rồi. Ôi, tôi phải đào thêm đá rồi, con chó nhà mày. Nhìn vừa lỗi à. Vào cái map test coi để xem công thức. Mình không xin được công thức, bây giờ mình phải nhìn lại công thức thôi. Công thức làm quay đừng phá nữa, phá nữa. Mẹ mình hay có cái tính phá video lắm. Rồi ôi. Bây giờ mình phải thoát ra xem lại công thức thôi. Thoát ra xem lại công thức. Rồi à. Bây giờ mình sẽ thoát ra xem lại công thức. Xem công thức. Mà đây đúng không? Ủa? Con búa Titan mà mình không thấy nhở? Ô, xem công thức rồi mà nó, mình xem công thức rồi mọi người à. Mà nó bị lỗi. Đùa nhau chắc à? Đùa chắc à? Búa Titan phải cần quay màn đồ phá nữa. Mình đủ công thức rồi. Ok, bây giờ mình sẽ phải làm lại từ đầu rồi các bạn ơi. Titan mình còn thiếu quá. Chặt cái gỗ này đi. Đó, chặt gỗ đi. Chặt hết luôn. Bây giờ mình sẽ hồi lát đấy. Rồi rồi cái bàn đây đúng không? Hay đây. Hay đây. Rốt cuộc là cái bàn này đâu? Cái bàn này đâu? Lỗi rồi mọi người ơi, lỗi, mình kẹt rồi. Mình bị kẹt rồi các bạn, mọi người ơi, mình bị kẹt rồi. Oh no, mình bị kẹt rồi. Chết rồi, mình phải chế tạo thêm một cái nữa nào. Nữa xem ủa? Vậy nó đâu? Vậy hơi kỳ quặc nha. Thôi khỏi cần đi ba. Khỏi cần đi ba. Khỏi cần. Thôi không cần nữa. Vô dụng. Đồ vô dụng. Hai bố titan lận mà. Hai bố titan lận mọi người à. Hai cái búa titan mà không biết cái nào và cái nào. Thôi, đổi nghề. Đổi nghề mọi người à. Đổi nghề. Sẽ tìm đảo bay. Sao để làm ra cái này chứ? Titan Hammer hả? Titan Hammer coi. Nó đâu? À, rồi ôi, hóa ra phải dùng cái này, yo bitch, tôi chế tạo được chưa? Chế tạo được chưa? Nó chưa nhận được thành tích nữa à? Mình đùa tao chắc? Mình phải chế lại một lần nữa mọi người à, mình phải chế lại một lần nữa, mình hết titan luôn rồi. Ô, 8 cục cũng ngon chứ? Phải nốt. Thôi mình cất cái này luôn đi.
Thì chưa nhận được thành tích. À, đâu rồi nhỉ? À, L này. Phiền quá. Chế tạo thêm một cái búa titan nữa mọi người à. Chế tạo thêm. Ui. Mình tận bốn mấy cái que luôn mọi người à. Cục xì dầu ông bê lắm. Có chế tạo rồi nè. Bây giờ mình phải chế tạo ra cái kia thôi. Ôi tối rồi hả? Ok, ủa? Thế thường đâu? Dây thừng đâu? Các bạn ơi cho mình hỏi là dây thừng đâu? Dây thừng. À quay đừng phá nữa. Uống bốn cục đá mày đùa. Đang quay, quay gần xong rồi. Quay gần xong đừng phá nữa. Phá thì không dừng quay lại. Ok bây giờ mình phải tạo thêm đá rồi rồi ôi. Chế tạo cái này nó khổ bao nhiêu. Chế tạo cái này nó khổ cực kỳ luôn đấy. Ok. Bà này không? Ông bị thiếu đá hả? Thiếu đá mọi người à? À, chó này. Tôi đang đi đây. Đang đi đây. Bố láo mất dậy. Quay đường phá nữa. Đây là nhà mình luôn nha. Đây là có là quay đường phá. Ok. Cái gì đấy? Yes. Oh, và place nữa hả? Place nữa hả? Đừng là làm từ bị lỗi. Mày phiêu, mày phiêu. Gần xong rồi. Mày vừa ấy, gần xong rồi mà đừng phá. Phá kỳ lắm. Ok, nhận thành tích rồi. Run thu hả? Thôi, là xong nha. Ngủ đã. Bây giờ mình phải đi lên đảo bay để tìm Titan nữa mọi người à. Lát thế. Mày liền mày đeo tai nghe vào đi. Mày liền mày đeo tai nghe vào đi. Không, ngồi đi. Phải tìm thêm Rune. Rune, Rune. Shinamiki Shun. Shun. Có chế tạo cái này này. Đào tận đáy luôn mọi người à. Đá không ấy. Quay được xong rồi. Ờ hình như mình lên hơi quá mọi người à. Rơi quá rồi. Phải lên một tí nữa. Tí nữa mọi người à, rồi ơi, mình đào sâu đến mức mà. Ok đến rồi mọi người, đến rồi, đến rồi. Nghĩ đuốc quá. Thôi cho mình rút lại lời nói nha mình. Cái được 7 cái đuốc này thôi. Mà chưa muốn dùng được. Đúng phá ghê cơ. Các bạn nói là sao. Các bạn hỏi là người này. Các bạn hỏi là sao mình không làm về tay cầm nữa. Nhắc rồi, đã nhắc rồi. Là ông mình đã rút. Hư cái cúc người ta luôn rồi. Không biết là nói nhanh hơn này. Ăn tiêu luôn. Đang quay đường phá nữa. Ok gần đến rồi. Mình cứ đến rồi mọi người à.
Và mình sẽ đào mà khoảng một lúc nhá. Ok, sau một khoảng thì mình cũng đã đến rồi. Cũng đã đến được rồi mọi người ạ. Quầy. Ô dã nhân, dã nhân. Con này là hơn, tôi lên. Tôi bị nhốt, no. Tôi bị nhốt chung con này luôn rồi. Cút 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 cút. Ó mày lên đi, mày lên đi. Rồi mày lên đi. Rồi mày lên đi con kia. Rồi mày lên đi. Làm tao sợ mày quá cơ ấy. Giỏi thì lên. Rồi thì mày lên đi. Ok. Giật mình ba. Tao lấy búa này, tao lấy búa này con chó. Trên này có cái gì này? Sắt thôi. Ôi nhiều sắt thế. Tôi không cần sắt. Tôi đang cần rune nè. Đây có sắt nữa này. Ui. Ước gì có cái tập trước mình đào hết sắt luôn đi. What the fuck? Mình đạo mình đi hết cuối đường mà không thấy cái kia đâu nhỉ? Cút. À con chó, con chó. À mày. Mày tao phóng là tao đi nhanh hơn. Mày không đuổi kịp. Quay mà mẹ. Có dã nhân kia nó cất chiến, không chạy tới mình thì mình nhanh chạy hơn. Ấy, không thấy cái kia nhỉ? Hello. Hello mày. Bây giờ thành tích của mình, thành tích của mình là phải tìm rune. Trời ơi, phải tìm rune. Đang quay, quay xong đã. Cô để gọi điện cho mẹ Trang thế nào vậy? Mệt quá. Quay xong đã từ. Ok. Run, run. Rồi xong rồi các bạn ơi. Hình chỗ này mình đào hết rồi. Mệt quá rồi, muốn đi ngủ quá. Kể như bên này có một cái hang động Ngủ này. đi, tí mẹ còn phải đi. Quay xong đã. Ok, mình phải tìm thêm room. Quay xong đã. Phá nhở. Phá. Ok, Em room đây gọi đi rồi. ngủ rồi. Room đây rồi, room đây rồi, room đây rồi. Quay xong đã, đừng phá nữa. Quay xong đã. Ok. Ok. Tao đi. Quay xong đã. Run đây rồi, cuối cùng run đây rồi. Cơ bây giờ mình sẽ đi lên, bây giờ mình sẽ đi lên. Ok đi lên, đi lên. Lên 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 mọi người ơi, lên lên lên. Lên 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 lên. Lên xong rồi. Xong rồi, đào nhanh lên, đào nhanh lên. Nhanh đây. Uầy. Ôi mình đào hơi sâu quá ấy. Run rồi ơi, run cuối cùng tìm một run rồi. Ê mình đào kiểu gì mà đá vẫn giữ Gọi nguyên kia. điện luôn, nó nghĩ là nó mệt lắm. Quay quay gần xong rồi. Uầy đá vẫn dưng, quay đá vẫn giữ nguyên luôn kìa. Quay xong quay gần xong rồi. Mẹ mình hay có cái tính phá đó mọi người à. Luôn, nó mệt lắm. Đang quay. Alo. Tắt đi ngủ, chiều Ok, quay tiếp. ok, quay xong. Lên nhà đã, lên nhà. Ok, bây giờ mình sẽ lên nhà nha mọi người. Mình gần lên rồi. Từ Malachi gì đây? Lên 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 lên. Alo. Nào. Quay, ok, lên nhà, về nhà đó. Ok, mình phải lên thôi mọi người à. Đang lên. Tao còn đi ngủ tối tí đâu, tao còn đi. Mày vừa phải thôi. Ok, một lúc thì mình gần về rồi. Mà thôi, mình sẽ chào luôn. Nếu như hết cái rừng đỏ này. Gần đến nhà rồi kìa. Gần đến rồi mình đang. Khi nào mình chạy nhanh lên được không chơi. Nhanh lên, đang bị đuổi. Không có thời gian bơi đâu. Nhanh lên. Nhà ơi, đây rồi, nhà đi rồi, nhà đi rồi, nhà đi rồi, nhanh. Mình phải nhanh lên mới được. Ok, mình sẽ thử không nói cái lâu nào, lời nào nhé. Ok. Đến rồi. Ok, may quá đến nhà rồi. Ok, thầm 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 thầm.
Infusion hả? Infusion mọi người à. Ôi, trong này vẫn còn đá luôn mà. Tôi ngu đến thế luôn đấy, trong này vẫn còn đá luôn. Tôi ngu đến mức như thế luôn. Mình sẽ thẩm định nhanh, mình sẽ thẩm định. Ok. Nhanh 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 thẩm định. Achievement. Ok, rune upgrading đây. Chết rồi các bạn ơi, mình phải cất đồ rồi. Ok, và video này sẽ kết thúc tại đây thôi. Thì mình sẽ thì trước khi vào video thì xong video này có dài, cảm ơn các bạn đã coi video này. Video này bấm like share của chúng mình cũng như thế ở nút chuột nhấn bấm nghe. Ok, bye bye.